Âm thanh các bạn vừa nghe đó là một chiếc Playcam. Vâng, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến thức bổ ích của mình. Hôm nay mình dùng chiếc Playcam và mình đi với đội ngũ kỹ sư trồng trọt, quay một cánh đồng ở thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé. Đây chính là một cái đồng lúa hay người ta gọi là cánh đồng kiểu mẫu đó các bạn ạ. Thì trên Playcam chúng ta nhìn xuống, ngoài những đồng lúa ra, những cánh đồng kiểu mẫu ra, bà con ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã biết cách làm vườn, chuyển đổi cái cơ cấu trồng trọt các bạn để thích nghi phù hợp với từng mùa. Thì từ ở trên mà chúng ta nhìn xuống đây, chúng ta thấy là cánh đồng phía bên đây là không còn trồng lúa nữa mà trồng hoa màu các bạn. Họ đào những cái luống, những cái rãnh nhằm là thoát phèn. Thường ở đây người ta dùng cái từ đó là kênh nội đồng. Xa xa chúng ta nhìn trông thật là đẹp, một cánh đồng nó bát ngát, một cánh đồng dài vô tận. Ở trên chúng ta nhìn xuống, đây là những cái cây ăn trái. Nếu mà chúng ta nhìn gần lại thì đây là những cái ổi nè, khóm nè, rồi một số cây nữa, thí dụ như là xoài, mít, chôm chôm. Bà con chúng ta ở đây cũng nắm bắt được thông tin liên tục cập nhật bằng những cái đường truyền internet, rồi cập nhật qua báo, vân vân. Từ những cái đồng lúa ngày xưa truyền thống, bây giờ thì đã thay đổi bằng những cái rau màu hoa quả. Như chúng ta đã thấy, các nhà cũng được khang trang hơn ngày xưa rất là nhiều. Đây khoảng 12 năm về trước mình cũng có ghé thăm ở vùng đất này, nhưng trước đó chúng ta thấy hoang vu lắm, đồng cỏ rừng cây phải nói là nó chằng chịt. Bây giờ bà con chúng ta đã khai hoang, biến những cái đồi hoang, rừng hoang trở thành những đồng lúa nè, trở thành những vườn tược để họ mưu sinh. Các bạn cũng thấy những cái dòng sông, những dòng kênh như thế này nhằm mục đích là để người ta tưới tiêu. Khi mà nắng xuất hiện, mưa về không kịp, những cái dòng kênh này, những cái mà luồng lạch như thế này đây sẽ giúp cho họ được phục vụ, phải nói là chu đáo cho những hoa màu của mình. Các bạn cũng thấy đó, tuy là một cái vùng đất cằn cỗi nhưng ở đây những người chuyên ngành, những người đứng đầu tàu, tức là những cái đội ngũ kỹ sư, những nhà chuyên môn thường xuyên về đây để thăm dò cái vùng đất của mình thiếu gì, để họ bồi thêm những chất khoáng, những chất dinh dưỡng cho cây trái hoa màu của chúng ta ngày một tốt hơn. Phải nói rằng khi mà 12 năm quay lại ở đây, đội ngũ kỹ sư đây phải nói rất là ngỡ ngàng, bởi vì là cái từ một cái rừng hoang như thế mà trở thành một cái vùng đất phải nói là phì nhiêu, cây trái thì nó xum xuê. Nhờ cái chiếc Playcam này các bạn cũng nhìn được từ ở xa chiếu xuống, nhìn được một cái quang cảnh. Từ đó chúng ta mới hiểu được hơn cái vùng đất này. Chứ các bạn đã thấy không, đây là những cái đội ngũ kỹ sư thăm nhà của anh Nguyễn Văn Muôn thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đó các bạn. Các bạn thân mến, một cái video ngắn ngủi như thế này, từ xa nhìn xuống, mình hy vọng rằng các bạn cũng ít nhiều gì cũng thấy được một cái vùng đất xa xôi của một huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang của chúng ta. Đến đây mình cũng xin phép được tạm dừng. Chúc tất cả các bạn có nhiều cái niềm vui trong cuộc sống và có nhiều thành công hơn nữa. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Bye bye các bạn. Nơi đèo cao lộng gió, ta chia tay giữa trời mùa hạ. À, rừng vàng lưu luyến phút chia ly, ngày về xuống.
mãi bên đường vội vã bước hành quân. Chia tay em tôi về